Hồng Anh xin được gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình đồng hành cùng với siêu thị điện máy Pico. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội đang bước vào những ngày cuối thu rất đẹp. Quý vị và các bạn đã có cho mình lựa chọn để đi đến đâu và những dự định gì trong ngày cuối tuần này chưa? Và với Hồng Anh đây, trong một buổi chiều cuối tuần rất đẹp như thế này thì tôi rất vui mừng được chào đón và đưa các bạn đến với ngôi nhà của một vị khách mời. Đây là một người đã rất nổi tiếng và đã rất quen thuộc với quý vị và các bạn. Anh ấy còn là một gương mặt đã rất quen thuộc, cũng là một vị khách hàng rất thân thiết của siêu thị điện máy Pico. Và hãy cùng với Hồng Anh đi xem, chúng ta sẽ cùng đến thăm ngôi nhà của ai nhé. Chắc hẳn tất cả các bạn đều nhớ rằng cuối tuần vừa qua thì chúng ta đã được gặp gỡ MC Phan Anh khi đến với siêu thị điện máy Pico tại trung tâm Tây Sơn của chúng tôi để mua một món quà tặng cho bà xã nhân ngày 20 tháng 10 đúng không ạ? Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, Hoàng Anh xin được bật mí ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm nhà của chàng MC quốc dân Phan Anh. Chào em. Xin chào anh Phan Anh. Chào em. Rất vinh dự được đến thăm nhà của anh Phan Anh ngày hôm nay. Không phải nhà anh đâu. Nhà của bà đi đâu ấy? Anh cũng đang chuẩn bị ra sân bay đấy chứ. Tiếp em sao là anh ra sân bay luôn. Vâng, nhưng mà cũng rất là may khi mà ngày hôm nay Pico đặt lịch cùng với anh để đến thăm nhà thì anh cũng có một chút thời gian để đón tiếp đúng không ạ? Chắc chắn là mình phải đón tiếp rồi, bởi vì hôm trước mua cái tivi đẹp cũng phải khoe. Nhưng mà đây thì không phải là nhà anh, đây thì nhà bà. Tại vì là hôm đấy thì vợ anh bảo là thôi ngày 20 tháng 10 tốt nhất là tặng cho mẹ. Thì mấy cả là nhà anh thì hay qua đây chơi, mấy cả là tụi trẻ con ấy hay sang chơi với bà nữa thì để tivi nhà bà là tốt nhất. Và em thấy anh là một người đàn ông rất là chu đáo đấy, bởi vì khi mà mua một món quà để tặng vợ, sau đó thì quyết định là tặng luôn cả mẹ nữa. Thì em thấy chính ra nói cho như vậy mới thấy rằng là không chu đáo ấy, nhưng mà nói thì thực ra thì tất cả những cái lý do ấy thì đều chỉ là để nói vui thôi, còn khi mà mình mua một cái gì đó thì là mình mua cho cả nhà mà, chứ còn đâu phải là chỉ cho một ai đó đâu. Đôi khi là nói là mua tặng vợ hay mua tặng mẹ, nhưng mà thực ra là chính ra lại mình là người thích nhất. Vâng, anh vừa chia sẻ rằng là các bé nhà anh thì cũng rất là hay sang bà đúng không ạ? Vâng, và cuối tuần em thấy rằng là nếu như mà gia đình mà có ông bà và vui chơi với các cháu thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Rồi, để anh khoe cho em cái này. Vâng. Wow. Bánh của những người phụ nữ trong gia đình làm bằng lò nướng Samsung. Hôm trước anh đã nói rồi, nhà anh là TV Samsung, tủ lạnh Samsung, lò nướng Samsung, máy giặt Samsung. Thậm chí là nhiều khi là đợt trước anh đi Hàn Quốc, em không biết nhé, Samsung là không phải là lĩnh vực điện tử gia dụng rồi điện thoại đâu, mà gần như là lĩnh vực gì họ cũng có ấy. Hôm trước anh còn đi sang bên Hàn Quốc mua vào cửa hàng thời trang của Samsung luôn, mua đồ của Samsung luôn. Em thấy rằng là có lẽ như là anh Phan Anh cùng với gia đình là tín đồ của Samsung, chắc chắn luôn. Rồi loa, một thời gian thì điện thoại nữa. Có cái thời gian này thì có thay đổi một chút xíu thôi, chứ còn ngày xưa giờ là anh toàn dùng điện thoại Samsung, hoặc bây giờ thì ví dụ như là tablet này thì tụi trẻ con nó vẫn dùng cái của Samsung, hay là mình ví dụ như Note 8 vừa rồi chẳng hạn đấy, anh hay thích kiểu vẽ vời ấy, thì là anh sẽ xài cái đấy. Wow. Đầu tiên anh mang bánh ra em tưởng là đây là món bánh của anh làm cơ đấy. Anh thực ra anh làm cũng được, anh không phải là một người mà không biết nấu ăn. Nói chung là cho mình ở nhà một mình thì cũng không lo chết đói, thậm chí có khi còn có đồ ngon để ăn nữa. Em vừa nghe Phan Anh chia sẻ đó là bánh này là do những người phụ nữ trong gia đình đã tự tay làm chiếc bánh này với chiếc lò nướng của Samsung đúng không ạ? Vâng. Em có thể... Em thử đi chứ. Vâng. Em xem là chất lượng như thế nào. Rất là ngon anh Phan Anh ạ. Chắc là sau lần này thì em sẽ phải nhờ anh Phan Anh, nhờ chị ở nhà là phải chia sẻ một chút bí quyết về làm bánh. Nói chung là thường xuyên đến đây chơi đó, là sẽ có thêm nhiều bí quyết. Vâng. Đó, em nhìn xem cái tivi này đặt ở chỗ này hợp lý không? Em thấy là quá hợp lý ạ. Anh thấy sao khi mà mỗi lần mình mở tivi lên thì cái hình ảnh của gia đình mình ở trên tivi ạ? Nói chung là kiểu dạng như là mình tự sướng. Đây thằng Vũ. Chào Vũ. là anh đang điêu hợp đồng để thành đại sứ cho Samsung năm nay. Không biết có trúng không? Ở đây thì mình có cả những cái phim với chất lượng 4K xem xuất sắc luôn. HD là xưa rồi. Cái hay của cái tivi này nhé là em khi mà em xem ấy, ở đằng sau này em thấy là cái trời rất là sáng nha, em không thấy là nó không có bị bóng, nên là mình xem nó vẫn là rõ nét, mình không có bị khó chịu không khi bị mà mình lờ mắt, đúng không anh? Đặc biệt là lúc mà xem vào ban ngày ấy là mình không có bị ra hết cả. Vâng, em cũng thấy thắc mắc là bởi vì khi mà bước vào không gian trong ngôi nhà của mình thì em thấy là tivi lại đặt ở hướng cửa ánh sáng như thế này. Nếu như mà với một gia đình thông thường và với một chiếc tivi thông thường thì khi mà chúng phải kéo rèm che hết, phải kéo rèm che hết thì chúng ta mới không bị lóa mắt hay không bị bóng bởi ánh sáng thì nó sẽ làm hỏng đi cái chất lượng của hình ảnh. Nhưng mà khi mà em bước vào đây và thấy rằng là ánh sáng rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó là khi mà anh Phan Anh mở chiếc tivi lên và xem những cái hình ảnh thì em thấy nó không hề bị lóa mắt một tí nào cả. Đấy có thể nói là một cái điều rất là đặc sắc của dòng tivi này. Với cả hơn nữa là anh có đọc thông tin ấy, thì thấy rằng nếu mà nói về so sánh về chất lượng hình ảnh ấy, thì cái chất lượng hình ảnh của cái tivi này nó sẽ gấp khoảng độ 64 lần so với những cái chuẩn tivi 4K thông thường. Em thấy rằng là anh là người rất am hiểu về các anh không am hiểu lắm đâu, nhưng mà nói chung là vì là mình thích Samsung ấy cho nên là mình có tìm hiểu thêm một chút. Chứ còn cái này thì hôm trước đó ở bên Pico ấy, thì các bạn tư vấn ấy, các bạn giới thiệu cho anh. Thế xong rồi về nhà khi mà các bạn lắp tivi này thì các bạn cũng nói chuyện, nói qua, thế là mình cũng biết chút. Nhưng mà tại vì em biết ít nên là em cảm giác là anh là chuyên gia đấy. Vâng. Khi mà đến với Pico thì anh được các bạn chia sẻ và giới thiệu rất nhiều, rất nhiệt tình đúng không ạ? Tại vì ở nhà anh ở ngay gần Pico ấy, thế nên là từ hồi đầu tiên đã mua cái đồ gì là hay qua bên đấy rồi. Thì lâu dần cũng thành thân quen, nhưng mà tại vì mình thấy rằng là cái chất lượng dịch vụ mà ở bên đó rất là tốt. Các bạn rất là nhiệt tình, nói chung là nhiệt tình chu đáo lắm. Thậm chí nhiều khi nhá, có cái sản phẩm này mà cần bảo hành, ví dụ như là mình phải gọi đến Samsung đi chẳng hạn, thì thay vì gọi đến Samsung này gọi điện cho các bạn bảo em ơi em giúp anh là cái tivi nhà anh làm sao ấy, thế là các bạn lại hỗ trợ. Có khi thì các bạn lại gọi cho cả bên Samsung đến bảo hành, nhưng cũng có khi là các bạn xem cho mình. Mà nói chung là không phải là chỉ vì mà mình chọn cái này là vì là mình yêu cái đồ Samsung đâu, mà bản thân là mình thấy là nó thực sự rất là hay, nó có nhiều cái ưu điểm vượt trội. Em xem nhé, ngay cả cái thiết kế của nó, cái màn hình của nó cũng rất là mỏng, cái đường nét mạ xung quanh ấy, nó rất là thanh thoát, rất là cái tivi thì to nhưng mà cái đế này nhìn trông nó rất là nhẹ nhàng mà nó vẫn là vững chắc, mà nó chỉ cần một cái kết nối, một cái dây cáp thôi, gần như là mỏng tang vậy đấy, và có tất cả mọi thứ điều khiển nữa. Nhìn này. Em thấy là cái điều khiển ở đây nó rất là nhỏ, nó không quá lớn. Nó làm cho mình nghĩ tới những cái phím giống như cái phím home ở trên điện thoại, những cái chiếc điện thoại mà nó chỉ có một phím đấy, càng ngày càng đơn giản, gọn nhẹ. Và cái hay nữa là cái này thay pin cũng rất là dễ, anh bấm một phát này nó ra luôn. Rất là dễ dàng đúng không anh? Nói chung là từ hôm mà mua cái tivi này mình thấy quá là hài lòng. Cái tivi thì là gọi là của chung, thỉnh thoảng nếu mà khi mà cả gia đình mà có thời gian mà quây quần bên nhau thì có thể xem một cái bộ phim nào đó của cả gia đình, hoặc là xem mấy cái MV mà kiểu ca nhạc ấy thì tụi trẻ con nó hay thích. Nhưng còn tụi nhóc nhà anh ấy thì cũng không phải là được nhiều thời gian để cho xem tivi đâu. Ví dụ như trong một ngày là chỉ có 30 phút thôi. Thì trong 30 phút đó lần lượt ba chị em chia nhau ra xem gì thì là các con xem. Mấy cả là anh rất là thích cái tivi mà để lớn như này là tụi trẻ nhỏ sẽ phải ngồi xa, tụi nó cũng có ngồi gần nữa, nên là cái xem ấy mình cũng nghĩ là nó giúp cho nó cái mắt của nó ấy, nó điều tiết tốt hơn. Anh thì lúc nào rảnh thì ở nhà thì lại ngồi lại coi tivi, tại vì hay coi mấy cái chương trình của nước ngoài ấy, để xem người ta làm thế nào. Bà xã anh thì từ ngày mua tivi thì ít xem tivi hơn, tại vì là biết sao không? Là hôm ấy được tặng cái Note 8. Khi mà mua ở bên Pico ấy, thì khi mua tivi này được tặng cái Note 8 thì bây giờ là một tuần vừa rồi là có vẻ là anh đang khoái chí, nghịch ngợm với cái Note 8 lắm. Em được biết là cái món quà này là món quà độc quyền của siêu thị điện máy Pico. Anh thì anh không có biết được cái điều đó, nhưng mà khi mà mua tivi thấy các bạn nói là được tặng điện thoại thế mừng quá. Vâng, em cũng chia sẻ luôn đó là cái quà tặng độc quyền. Và chỉ khi mà anh mua chiếc tivi QLED ở Pico thì anh mới được tặng món quà đó thôi. Còn nếu như mà anh mua ở các địa chỉ khác thì lại khiến thêm một sản phẩm Samsung ở trong nhà nữa. Rồi, em rất là cảm ơn anh Phan Anh với những chia sẻ khi mà ngày hôm nay được đến tham quan gia đình của anh Phan Anh, và với những chia sẻ về chiếc TV Samsung thì em cảm nhận rằng là đây là một món quà mà rất tuyệt vời anh đã lựa chọn để dành tặng cho gia đình của mình trong thời gian vừa qua, và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì anh Phan Anh sẽ luôn luôn đồng hành và ủng hộ với những sản phẩm của Samsung. Và em biết là thời gian thì cũng hạn hẹp, thì cũng đến lúc là anh Phan Anh sẽ phải ra sân bay rồi đúng không ạ, và chúc anh sẽ có một chuyến công tác thành công và hy vọng là sẽ được gặp lại anh trong thời gian sớm nhất. Chắc chắn là như vậy. Em sẽ còn gặp lại anh nếu như là em còn tiếp tục muốn tìm hiểu về những sản phẩm của Samsung. Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em, chào em. Quý vị và các bạn, chúng ta đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời trong ngôi nhà của MC Phan Anh, cùng với đó là những chia sẻ về chiếc Smart TV QLED Samsung. Hồng Anh tin chắc rằng trong buổi chiều ngày hôm nay, quý vị đã có rất nhiều những thông tin bổ ích về chiếc Smart TV QLED Samsung rồi đúng không ạ? Đừng quên đến với siêu thị điện máy Pico để đón nhận những chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất, và hãy thường xuyên theo dõi những chương trình của chúng tôi. Đã đến lúc phải nói lời chia tay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình gần nhất.